Theo lãnh đạo Bộ Y tế, 5 tháng năm 2024, trên địa bàn cả nước xảy ra 36 vụ ngộ độc thực phẩm, có hơn 2.100 người mắc và 6 người tử vong. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ giảm 10%, số tử vong giảm 46%. Nguyên nhân chủ yếu là do các cơ sở thu gom thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Một số vụ ngộ độc xảy ra với số lượng người bị lớn. Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương đình chỉ ngay các cơ sở vi phạm. Cùng với đó là truy xuất đến tận cùng nguồn gốc các thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, tìm nguyên nhân gây nên ngộ độc thực phẩm. Để hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị các địa phương, các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Hướng dẫn 10 khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong đó, có 2 khuyến cáo phải chọn thực phẩm sạch và nơi chế biến bảo đảm an toàn vệ sinh.